Alo em à? Ừ, Cái gì? Chia tay à? Đừng mà, thế sao em chia tay bây giờ? Tại anh dùng Nokia cùi bắp á. Thôi được rồi, nếu đó là điều em muốn, chúng ta chia tay. Alo. Trai tìm người có nhiều. Đúng rồi, anh đây. Hả? Quay lại á? À không, cô nghĩ tôi là ai? Đừng thấy người ta dùng Nokia 8 mà lại... Thôi, bỏ đi. Thế nhá. Xin chào các bạn đã trở lại với Tech Mag Việt Nam. Và như chúng ta đã biết thì Nokia đã quay trở lại thị trường với khá nhiều sản phẩm từ tầm giá rẻ đến tầm trung và tầm hơi hơi cao cấp một chút. Đó chính là chiếc Nokia 8 đang trên tay mình đây. Và mặc dù chiếc Nokia 8 này được định giá ở phân khúc hơi cao cấp, nhưng mà nó lại mang cấu hình của một flagship, cũng như là rất nhiều điều mà nó mang lại cho mình nhiều cảm xúc mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với video đánh giá chi tiết Nokia 8 sau một thời gian thực tế sử dụng. Nokia. Vâng, cái tên mà vừa lạ lẫm mà lại vừa quen thuộc với gần như tất cả người dùng chúng ta. Tại sao mình lại nói là quen thì có lẽ chúng ta đều có câu trả lời rồi. Nhưng vì nguyên nhân gì mà mình lại nói là lạ lẫm? Thì chắc chắn là các bạn cũng biết luôn. Nokia quả thực là đã có thời làm vương làm tướng trên thị trường Việt Nam cũng như là thị trường thế giới luôn. Nhưng mà vương tướng gì thì cũng sẽ đến lúc tàn. Những năm tháng sống lay lắt với số phận của một thương hiệu bị mua lại và sự yếu kém của công ty chủ quản đã khiến cái tên Nokia không còn là chính mình nữa. Và đến giờ đây, khi mà được HMD Global, một công ty được lập ra ngày 18 tháng 5 năm 2016 bởi những nhân viên kỳ cựu nhất của Nokia trong quá khứ, thì cái tên Nokia lại một lần nữa trở lại với sân chơi điện thoại thông minh. Tuy nhiên, sự trở lại lần này có thể coi là huy hoàng hay không thì còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố, và quan trọng nhất là những sản phẩm của họ ra sao, sự đón nhận của người dùng sẽ như thế nào. Chính vì thế, để đánh giá cũng như là phần nào nhìn được cái tương lai của Nokia thì chúng ta không có cách nào khác ngoài nhìn vào những cái sản phẩm của họ. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ rất hân hạnh được gửi đến các bạn những đánh giá và cảm nhận của cá nhân mình sau một thời gian sử dụng và trải nghiệm thực tế mẫu Nokia 8. Đây có thể nói là mẫu smartphone cao cấp nhất của Nokia đã được ra mắt tính đến thời điểm hiện tại. Sau một khoảng thời gian dài người dùng thì chờ đợi, còn HMD Global thì tung ra lẻ tẻ những mẫu smartphone tầm trung và giá rẻ mang tính chất là thăm dò, cầm chừng thị trường. Thì đến nửa cuối năm nay họ mới chịu tung ra mẫu smartphone cao cấp nhất của mình, đó là Nokia 8. Cao cấp nhất đến thời điểm hiện tại nhé. Về thiết kế thì Nokia 8 mang lại một dáng vẻ gần như là mới hoàn toàn, nhưng vẫn có cái nét gì đó quen thuộc, giống như trên những chiếc Lumia thời trước khi rơi vào tay của gã khổng lồ phần mềm tại Brickman. Thiết kế của Nokia 8 chính là thứ đầu tiên hạ gục mình, với các cạnh bên được bò tròn và cong dần về chính giữa lưng. Cách làm này đã từng rất thành công trên những thiết bị như là mẫu HTC 8X này, hay là những chiếc iPod Touch Gen 2, Gen 3, Gen 4 của Apple. Nó tạo ra cảm giác khiến chúng ta có cảm tưởng là chiếc điện thoại cực kỳ mỏng khi mà nhìn nghiêng như thế này. Mỏng hơn so với thông số độ dày thực tế là 7,9mm của nó, và thậm chí là cả cảm giác cầm cũng thật sự rất mỏng. Nokia 8 đã được hoàn thiện rất tốt, tuy không quá khoe mẽ với những chi tiết ấn tượng khác biệt như là những ông lớn Samsung, Apple hay Huawei, nhưng cách làm của Nokia 8 khiến mình thật sự hài lòng. Cách mà nhà sản xuất chăm chút đến từng chi tiết nhỏ, ví dụ như là cái đường viền xung quanh cụm camera này, không phải là đường cắt kim cương mà là một dạng CNC hơi lõm vào một chút, tạo hiệu ứng thị giác rất tốt, khiến cái đường cắt này sáng hơn. Các đường diamond cắt xung quanh các nút nguồn và âm lượng bên cạnh cũng rất là nhỏ và sắc sảo. Cạnh trái chúng ta có khay gắn SIM, và đây là một trong những khay SIM kiên cố, cao cấp và cứng cáp nhất mà mình từng thấy, khác hẳn khay SIM nhựa của những chiếc Galaxy S hay là Galaxy Note. Cạnh máy của chúng ta có một mic thoại này, cổng USB Type-C và loa ngoài. Cả ba cái chi tiết này được nằm khá là đồng trục và rất là gọn gàng. Trên đỉnh máy thì chúng ta có cổng tai nghe 3.5mm, vậy thôi, nằm gọn trong vách chia anten bằng nhựa. Thật sự mà nói thì mình không thích cái cổng tai nghe 3.5mm ở cái vị trí này cho lắm, vì khi mình đi đâu đó cắm sạc dự phòng và để trong túi quần và cắm tai nghe để nghe nhạc thì vô cùng khó chịu. Hai đầu dây thò ra hai đầu rất là bất tiện, trừ khi là mình dùng tai nghe có đầu cắm chữ L thì còn đỡ được phần nào. Ở mặt lưng thì chúng ta có logo Nokia được đặt dọc theo thân máy chứ không phải là đặt chắn ngang như là nhiều hãng khác. Cái logo này thì được khắc chìm vào lưng máy bằng nhôm luôn. Và một điểm thú vị, nó là dòng chữ ở dưới đáy máy: Karaporti số 2 02610 Espoo Finland. Vâng, đó chính là địa chỉ trụ sở của HMD Global tại Phần Lan. Có vẻ như đây là hãng duy nhất in địa chỉ chính xác đến cả số nhà lên sản phẩm của mình. Và cái địa chỉ này nó nằm đối diện với cả trụ sở của Nokia trước kia luôn. À không, Nokia bây giờ nó vẫn nằm ở đó.
Cụm camera của Nokia 8 cũng có tính thẩm mỹ rất cao với một miếng kính được chia đôi bằng một đường cắt rất nhẹ. Một bên là cụm camera kép, bên còn lại là logo của Carl Zeiss, cảm biến lấy nét laser và đèn flash 2 tông màu. Nhìn chung thì thiết kế tổng thể của Nokia 8 khó có điểm nào để chê, từ cảm giác cầm nắm, độ liền mạch nguyên khối mà nó mang lại, phần tiếp giáp giữa khung máy và cái mặt kính màn hình 2.5D vô cùng mượt mà, thậm chí là còn không có cái phần viền nẹp nhựa đệm giữa kính và khung kim loại như nhiều mẫu máy khác luôn. Cái điều này thì có thể là hơi dễ để gây nứt vỡ kính nếu như mà chúng ta làm rơi và cạnh viền va đập với bề mặt cứng. Nhưng có một điểm thú vị là Nokia họ đã làm phần vách ngăn anten ở trên và dưới đáy máy này bằng nhựa rất là dày luôn, chiếm gần như là toàn bộ cạnh cong trên đỉnh và đáy máy. Thế cho nên là có thể là với cái thiết kế này sẽ làm phân tán phần nào lực tác động khi mà máy của chúng ta bị rơi và bị va đập vào vật cứng. Nhưng mà với cái phiên bản màu xám thì trông nó lộ ra khá là rõ và gây mất thẩm mỹ chung. Với những phiên bản Nokia khác tối màu hơn thì mình nghĩ là nó sẽ chắc chắn đẹp hơn rất nhiều. Mặt trước của Nokia 8 thì được bao phủ bởi một lớp kính cường lực Gorilla Glass 5 cao cấp nhất hiện nay. Bên trên là loa thoại, camera trước khá lớn ở bên trái và logo Nokia xếp lệch hẳn về phía góc phải. Rất quen thuộc đúng không ạ? Giống như những chiếc Nokia Lumia trước đây. Bên dưới chúng ta có nút Home, cảm ứng, tích hợp và cảm biến vân tay một chạm với độ nhạy cực cao. Trên lý thuyết là chỉ mất 0,03 giây để hoàn thành việc quét vân tay và mở khóa thiết bị. Con số này là cực kỳ nhanh và qua quá trình sử dụng thực tế thì mình cũng rất hài lòng với tốc độ và tần suất mở khóa chính xác của Nokia 8. Hai bên nút Home là phím điều hướng Android, có đèn nền ở bên dưới. Màn hình của Nokia 8 cũng là điểm giá trị của sản phẩm này. Với kích thước 5,3 inch, độ phân giải 2K, tỷ lệ 16:9 với tấm nền IPS LCD, mặc dù có thể nói là hơi lạc hậu một chút trong xu thế flagship hiện nay, không có tỷ lệ 2:1, không có cạnh cong, không có OLED, nhưng màn hình của Nokia 8 vẫn hoàn toàn khiến mình hài lòng nếu so sánh với nhiều mẫu máy khác với thông số màn hình tương tự. Thì có thể nói là Nokia 8 là một trong những ứng viên xuất sắc nhất với độ sáng 700 nits, hiển thị rõ và tốt kể cả khi đứng phơi nắng. Màu sắc hiển thị cũng nằm trong top học sinh giỏi, bão hòa màu, tương phản đều tốt. Tuy nhiên, nếu so với những màn hình thời thượng nhất hiện nay với tấm nền OLED hay là công nghệ màn hình chu tông của Apple thì cũng chưa ăn thua. Nhưng rõ ràng với một flagship có giá cận cao cấp của năm 2017 thì Nokia 8 vẫn hoàn toàn đáng tiền với màn hình của mình. Tiếc là nó không có bo cong 4 góc vuông nên mình đã cài thêm phần mềm để làm điều đó. Trông nó cũng khá là đẹp và thời thượng hơn rất nhiều. Điểm trừ của màn hình trên Nokia 8 đó là nó không có chế độ tùy chỉnh màu sắc hiển thị trong phần setting. Hy vọng là Nokia sẽ bổ sung thêm phần này trong những bản cập nhật phần mềm sắp tới. À, tiện đây đang nói về phần mềm thì mình cũng chia sẻ luôn với các bạn về trải nghiệm Android trên Nokia 8. HMD Global đã hợp tác trực tiếp với Google để mang hệ điều hành Android gốc hoặc là gần gốc nhất có thể để đưa lên sản phẩm của mình. Dĩ nhiên thì nó không thể gốc bằng chính chủ như những chiếc Pixel, nhưng rõ ràng thì Nokia đã giữ đúng lời hứa. Android trên những chiếc Nokia, đặc biệt là Nokia 8 thật sự rất mượt mà và không hề gặp lỗi nào trong quá trình sử dụng. Các ứng dụng đều chạy rất ngon lành, ổn định. Mình chưa gặp bất cứ hiện tượng treo hay là crash hay là đóng ứng dụng đột ngột nào cả. Khả năng chạy đa nhiệm và khởi chạy ứng dụng cũng rất là tốt. Cái này đến từ cấu hình phần cứng tương đương flagship mà nó được trang bị với con chip Snapdragon 835 RAM 4GB và 64GB bộ nhớ trong, hoặc có thể tùy chọn 128GB bộ nhớ trong thì sẽ có 6GB RAM. Phiên bản mà mình sử dụng để đánh giá là RAM 4GB nhưng tính hiệu quả đã rất là cao rồi. Tuy nhiên thì có một điểm trừ, đó cũng chính vì chạy Android gốc nên Nokia 8 không có ứng dụng File Manager nào có sẵn cả. Nếu muốn duyệt file hay là các thư mục bên trong bộ nhớ máy thì chỉ bắt buộc chúng ta phải mở setting vào mục lưu trữ và kéo xuống dưới cùng chỗ Explorer để có thể truy cập tính năng này, và nó rất cùi bắp, nhiều hạn chế, giống hệt trên máy em Google Pixel. Ngoài ra thì dù chạy Android gốc nhưng mà ứng dụng chụp ảnh vẫn là của Nokia tự viết và nó thật sự rất là tệ. Giao diện chụp ảnh quá nhiều điểm bất tiện, chưa kể các chi tiết tùy biến rất kém. Ví dụ như là muốn đổi camera trước và sau thì không có phím tắt hay là thao tác vuốt nhanh tiện lợi nào cả. Cách duy nhất là các bạn phải bấm vào biểu tượng chuyển đổi và chọn camera trước. Các tùy chọn cho chế độ chụp thì lại được đặt ở gần nút chụp, tạo ra một sự không đồng nhất và rời rạc cho giao diện chụp ảnh của Nokia 8. Rất khó để các bạn có thể tiếp cận và hiểu ngay các tính năng của nó nằm ở đâu. À đấy, chưa kể cái thumbnail ảnh đã chụp, các bạn xem này, lòi ra khỏi vòng tròn giao diện luôn. Lỗi không lớn nhưng mà nhìn khá là khó chịu. Chế độ chụp manual thì ôi giời ơi, có cũng như không. Nokia chỉ cho các bạn tùy chỉnh 4 thuộc tính, đó là 3 chế độ đo sáng, 3 chế độ lấy nét, 6 mức nhiệt độ màu và cộng trừ 2 EV. Hết, không có thanh kéo hay là bất kỳ một cái tùy chỉnh đến từng 0,1 nào hết. Bù lại thì chúng ta có camera kép và có thể chụp xóa phông với nó. Mặc dù hai cái camera này có cùng tiêu cự và một bên là cảm biến chụp màu, bên kia là đen trắng mà thôi. Các bạn cũng có thể tự do chuyển đổi giữa ảnh màu và ảnh đen trắng hoặc là kết hợp cả hai để có màu sắc và độ tương phản ấn tượng hơn. Thêm nữa là chúng ta cũng có chế độ làm đẹp tự động được áp dụng cho cảm
camera trước và camera sau luôn. Và tính năng đặc biệt nhất của camera trên Nokia 8 đó chính là bokeh, cho phép chia đôi màn hình và quay hoặc chụp những khung hình từ cả hai camera trước và sau cùng một lúc. Với tính năng này thì chúng ta có thể sáng tạo ra rất nhiều tấm hình cũng như là video cực kỳ thú vị. Hoặc các bạn chắc chắn đã từng gặp trường hợp chụp ảnh cho cả đám bằng camera sau thì cái đứa cầm máy là đứa không bao giờ được xuất hiện trong hình, đúng không? Với bokeh thì quên đi, chụp ảnh không bỏ sót một ai dù là ở trước hay là ở phía sau. Thông số camera của Nokia 8 thì nó có 3 cảm biến, một phía trước và hai phía sau, cả ba đều có độ phân giải là 13 megapixel, khẩu độ đều là f/2.0 và kích thước cảm biến là 1,2 micromet. Tuy nhiên thì hai ống kính phía sau của Nokia 8 là do hãng thiết bị quang học Carl Zeiss nổi tiếng đến từ Đức sản xuất, và trong đó chúng ta sẽ có camera bên trên là cảm biến đơn sắc, còn bên dưới sẽ là cảm biến màu. Chỉ duy nhất là cảm biến màu ở bên dưới của Nokia 8 là được trang bị chống rung quang học OIS mà thôi. Cái điều này trong một số trường hợp khiến cho cái tính năng bokeh quay chụp cả trước và sau bị bất đồng đều một chút. Ví dụ như là mình chạy xe máy và cầm Nokia 8 quay bokeh chẳng hạn, các bạn có thể thấy là cam trước rung rất mạnh trong khi cam sau thì đỡ hơn rất nhiều. Về ảnh chụp từ Nokia 8 thì theo cảm quan của mình cũng là rất tốt, nhất là về khả năng chụp thiếu sáng, độ chi tiết và tương phản khá tốt. Tuy nhiên màu sắc ảnh gốc chụp ra độ bão hòa không cao, kém tươi và nịnh mắt như mấy cậu Samsung hay là LG. Nhưng mình lại thích cái điều này, bởi vì ảnh gốc chụp ra mà đã có màu rực quá thì sẽ rất khó để chỉnh sửa hay là làm màu về sau với các ứng dụng chỉnh sửa như là Instagram hay là Vesco gì đó. Cái mình cần nhất là độ chi tiết và giải Dynamic Range rộng một chút, giữ tốt chi tiết cả vùng tối và vùng sáng là được. Nokia 8 đã làm được rất tốt điều này, và những vấn đề về camera của Nokia 8 hoàn toàn có thể khắc phục được với những bản cập nhật phần mềm trong tương lai, vì theo mình thì phần cứng của nó là đủ tốt rồi. À, còn với cái camera kép ấy, thì Nokia 8 cũng có khả năng chụp hình xóa phông tin tin sống ảo khá là ổn. Mặc dù nếu chúng ta chụp trong nhà thì sẽ dễ thấy những đường cắt không chính xác, nhưng mà nếu là chụp hình ngoài trời thì cũng có thể nói là không thua kém gì các siêu phẩm xóa phông khác trên thị trường cả. À, còn một điểm đặc biệt nữa, đó là camera trước 13 megapixel, Nokia cũng cho phép chúng ta quay video chất lượng 4K luôn. Vâng, các bạn nào mà hay đi phượt với bạn bè hay là thích selfie với cảnh đẹp thì cái camera này để quay video là chuẩn luôn. Về trải nghiệm âm thanh trên Nokia 8 thì có hai phần, đó là loa và mic. Loa thoại thì ổn rồi, không có vấn đề gì cả. Âm lượng tốt, không quá lớn để bị nghe trộm nhưng cũng không quá nhỏ để khó nghe. Loa ngoài thì âm lượng có thể nói là khá lớn so với mặt bằng chung. Giải âm cao hơi sắc một chút, tầm trung thì nghe rất rõ. Nhất là nếu các bạn dùng để nghe người nói, nghe ca sĩ hát hay là nghe phát âm khi mà học ngoại ngữ thì cực kỳ ổn luôn. Còn giải trầm thì hơi bị hụt một chút, rất khó nghe. Có lẽ những nhược điểm này là do thiết kế vắt cong mỏng về viền của Nokia 8 khiến cho không gian dành cho hộp cộng hưởng loa ngoài không đủ để mang lại chất lượng âm thanh cao hơn. Nhưng mà bù lại thì nghe gọi với loa ngoài hay là sử dụng để nghe phát âm thì cực kỳ chuẩn. Báo thức cũng bảo bá đạo luôn, và bá đạo nhất là cái nhạc chuông. Vâng, to rõ ràng. Nếu các bạn nhớ ngày xưa những chiếc điện thoại Nokia, ví dụ như là E63, E71 các kiểu ấy, mấy cái dòng cao cấp một chút hay là thấp cấp hơn một chút cũng có một cái chế độ gọi là chế độ nhạc chuông 3D, tức là âm thanh nổi với không gian rất là rộng và chi tiết, thì trên Nokia 8 gần như tính năng nhạc chuông 3D hồi đó là mặc định luôn. Bản nhạc chuông nào cũng hay hết. Đó mới là về khoản loa ngoài nhé. Thu âm trên Nokia 8 cũng là điểm đáng để nói tới. Với những mẫu điện thoại khác thì gần như cái tính năng thu âm chỉ là tính năng có cho nó đẹp thôi. Nhưng mà gần đây thì bắt đầu có nhiều nhà sản xuất chú ý hơn tới cái tính năng này, đặc biệt là để kết hợp nó với quay video, mang lại những đoạn phim đẹp cùng âm thanh ấn tượng hơn khi mà quay từ điện thoại. Nhưng mà thú thực là với công nghệ audio Ozo độc quyền của Nokia thì hệ thống ghi âm chuyên nghiệp cho những nhà làm phim Hollywood, Nokia 8 có thể coi là ghi lại rõ nét từng chi tiết trong âm thanh môi trường, ví dụ như là tiếng chim hót, thậm chí là tiếng đập cánh của chúng, hay là tiếng mưa rơi và tiếng nhạc, vân vân. Dĩ nhiên là qua video này thì chất lượng âm thanh đã bị giảm đi phần nào rồi, do là upload lên YouTube rồi thì rất nhiều quá trình can thiệp chỉnh sửa khác, nhưng mà nó vẫn rất tuyệt vời. Mình sẽ để dành khoảng mấy chục giây cho các bạn xem và nghe thử hình ảnh và âm thanh gốc từ Nokia 8. Các bạn nhớ đeo tai nghe nhé. Các bạn nghe xong chưa? Ok, chúng ta tiếp tục với video đánh giá chi tiết nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua khoản pin. Về pin thì sao? Dung lượng pin của Nokia 8 là 3090 mAh, một con số có thể nói là hơi khiêm tốn một chút với cấu hình của nó hiện tại.
Nhưng mà bù lại thì Nokia 8 có được một thân hình rất là mỹ miều với các cạnh viền vắt mỏng này. Và cũng giống như những smartphone có màn hình độ phân giải cao khác thì Nokia 8 tốn khá nhiều năng lượng để nuôi cái màn hình này. Việc sử dụng tấm nền IPS LCD có thể giải quyết vấn đề giá thành cho Nokia 8, nhưng chính nó lại khiến cho viên pin 3090 mAh hơi chật vật một chút. Thêm nữa thì việc thiếu đi một chế độ tiết kiệm năng lượng một cách thông minh giống như là Samsung hay là Sony đã làm với sản phẩm của họ thì không thay đổi được độ phân giải hiển thị hay là giới hạn độ sáng màn hình là điểm yếu của Nokia 8. Nhưng mà mặc dù là tồn tại những hạn chế đó thì việc tối ưu hệ thống lại được Nokia thực hiện khá tốt với hệ điều hành Android gốc gần như là không tùy biến. Ngoài cái màn hình ra thì các thành tố còn lại hoạt động rất hiệu quả và tiêu tốn khá ít năng lượng. OS chỉ chiếm khoảng 1% năng lượng duy trì, khi máy nghỉ cũng chỉ khoảng 2-3% thôi. Với nhu cầu sử dụng mạng xã hội và chơi Everwing 4G Wi-Fi GPS bật 24/24 của mình thì máy vẫn có thể trụ tốt từ 7 giờ sáng đến tầm 7-8 giờ tối mới phải sạc lại. Thế là quá ổn rồi. Nhưng nếu các bạn mang máy đi chơi xa và cần sử dụng Google Maps liên tục cũng như là quay video chụp ảnh nhiều thì tốt nhất là các bạn nên mang theo cục sạc dự phòng. Còn cá nhân mình thì thấy thời lượng pin như vậy là đổi lại được cái thiết kế đẹp và cảm giác mỏng, cầm nắm thoải mái, màn hình đẹp của Nokia 8 là hoàn toàn xứng đáng. Chưa kể là nó cũng có cái tính năng là sạc nhanh Quick Charge 3.0 của Qualcomm, thế cho nên là cái việc sạc cho nó cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Ok, kết luận lại, nếu như mà coi Nokia 8 là điểm nhấn của màn trở lại đầy hoành tráng của thương hiệu Nokia thì cũng có thể coi là họ đã thành công rồi chứ. Một sản phẩm được chăm chút hoàn thiện tốt cả về thiết kế lẫn trải nghiệm này. Mặc dù nó vẫn chưa phải là quân át chủ bài, chưa phải sản phẩm đỉnh cao nhất trong chiến lược của HMD Global trong năm nay, nhưng những gì mà nó mang lại vẫn rất là xứng đáng với những kỳ vọng của mình về một Nokia. Và Nokia 8 chỉ thiếu một chút sự hào nhoáng và cần được chăm sóc kỹ lưỡng hơn về mặt phần mềm, đặc biệt là camera từ nhà sản xuất là có thể sánh ngang với những cái tên như là Galaxy S8 hay là LG G6. Nói thì hơi quá nhưng mà sánh ngang được chứ. Nhưng mà dĩ nhiên với cái mức giá chưa tới 13 triệu đồng bán chính hãng tại Việt Nam thì rõ ràng những điều chúng ta có được khi sở hữu Nokia 8 cũng có thể nói là rất xứng đáng đấy chứ. Và chắc chắn là nó sẽ không làm người hâm mộ cái tên Nokia phải thất vọng chút nào. Thực tế đã chứng minh được điều đó. Và vừa rồi mình đã cùng các bạn đánh giá chi tiết chiếc Nokia 8, sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Nokia trên thị trường smartphone cao cấp. Và chắc chắn trong tương lai, những sản phẩm mang cái tên Nokia từ HMD Global sẽ còn mang lại nhiều điều tuyệt vời hơn nữa. Còn các bạn nghĩ sao về Nokia 8, hay rộng hơn là sự trở lại của Nokia với một loạt sản phẩm đã ra mắt trong năm nay? Bạn có muốn quay lại với cái thương hiệu đã gắn bó với quá nhiều người, quá nhiều kỷ niệm này hay không? Hãy chia sẻ với TechMark bằng cách bình luận vào bên dưới video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video đánh giá chi tiết sản phẩm tiếp theo.